Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày mùng 2 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối khí lạnh ở phía Bắc đang trong quá trình suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên thời tiết tại Bắc Bộ chuyển tạnh giáo hơn. Vào đêm và sáng trời phổ biến không mưa, tuy nhiên nhiệt độ vẫn thấp từ 17 cho đến 20 độ, vùng núi từ 14 cho tới 16 độ nên trời rét. Ban ngày nắng xuất hiện khiến tiết trời ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động từ 23 cho đến 27 độ. Tiết trời khô giáo cũng phần nào thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông của người dân trong ngày làm việc đầu tuần mới. Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng do sự suy yếu của khối không khí lạnh nên trời phổ biến ít mưa, có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ tại các tỉnh phía Nam như Quảng Trị hay Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ còn tại khu vực phía nam từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa rông rải rác vẫn duy trì đều đặn do ảnh hưởng của đới gió đông giàu ẩm cùng với sự hoạt động mạnh dần của rãnh áp thấp phía nam thậm chí sẽ có những điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh nên quý vị và bà con cần hết sức lưu ý thưa bà con, hiện nay tại các vùng nuôi ở thị xã Sông Cầu Phú Yên, bệnh sữa trên tôm hùm có chiều hướng bùng phát, hiện đã có hơn 1,1 triệu trên 1,5 triệu con bị bệnh. Đến nay tỷ lệ tôm chết từ 10 đến 30%, cá biệt một số lồng nuôi có tỷ lệ chết từ 50 đến 70% so với tổng số tôm bị bệnh. Để hạn chế dịch bệnh này có hiệu quả thì bà con cần thực hiện các biện pháp phòng chống như sau. Chỉ nuôi tôm trong vùng quy hoạch của địa phương cách xa các cửa sông để tránh nước ngọt từ sông đổ ra trong mùa mưa, làm giảm độ mặn, gây sốc hoặc có thể nước sông bị ô nhiễm, có các chất độc hại. Đặt lồng nuôi tôm ở nơi có độ sâu tối thiểu khi chiều thấp là 4m đối với lồng nuôi lồng găm hoặc từ 4 đến 8m đối với nuôi lồng nổi. Thức ăn cho tôm hùm phải tươi, được bảo quản tốt, được sát trùng trước khi cho tôm ăn bà con cần bổ sung premix gồm các loại vitamin trong đó có vitamin C, axit amin, khoáng chất, men tiêu hóa trộn vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm. Bên cạnh đó thì bà con cần thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của tôm, loại bỏ cá thể yếu, vỏ lột xác và thức ăn dư thừa sau 2 đến 3 giờ cho ăn để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh, làm ô nhiễm cục bộ nền đáy và điều chỉnh lượng thức ăn vừa đủ. Định kỳ vệ sinh lồng nuôi tránh bị rong rêu bám làm bít lỗ lưới. Đến với các tỉnh thành phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do sự hoạt động của rãnh thấp xích đạo kết hợp với những nhiễu động từ biển, nên mưa rông vẫn xuất hiện tập trung chính tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa bà con, theo kết quả giả sát của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Đắk Lắc, tính đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.060 ha tiêu bị ảnh hưởng bởi ngập úng theo các mức độ thiệt hại khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều và kéo dài ở giai đoạn cuối năm gây ngập úng cũng như là tăng khả năng phát sinh phát triển của bệnh hại. Do đó thì bà con cần áp dụng đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng trừ bệnh theo quy trình để hạn chế thiệt hại. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 cho đến 26 độ, độ trung bình từ 78 đến 83%. Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 cho đến 26 độ và độ ẩm trung bình là 75 đến 80%. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào và rông, trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, tập trung ở phía nam khu vực, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho tới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Các tác hình Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông tập trung vào chiều tối và đêm, trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Bản tin thời tiết nông Phụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.